Đi với em đi. Đi với em à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 6 đứa rồi thì xem. Thì 6 đứa nhưng mà là mình bao nhiêu tuổi ấy? Năm nay 20 tuổi. Mình 20 tuổi á? À vừa rồi. Đẹp chứ anh chị, xem đi. Ôi trời. Trắng lắm này nhỉ. Trắng à? Có người yêu chưa? Chưa. À thế có yêu em không? Có chứ. Ồ có yêu luôn. Ôi trời, đã gặp hôm nào đâu mà nói yêu đấy. Anh cứ quay phim là kỹ. Bám thì bám vào áo sao chứ không được được cù vào eo người ta đâu, buồn lắm. Buồn ngã xe đấy. Phải không? Ơ thì thế bây giờ là chị đi đâu? Chị đi xuống với anh Chính với cả Đi ra huyện à hay là chỗ nào? Chỗ Bum Nưa. Bum Nưa à? Vâng. Thế hôm nay chị đi đâu về? Đi vừa mới xuống dưới kia về mà. À thế nhà mình ở tận đâu ạ? À Mại. Có xa đây không? Xa chứ. Thế chị đi bộ à? Ừ, toàn là đi bộ thôi. Toàn là đi bộ à? Ừ. Thôi nhưng mà dép đâu mà không đi, sao lại đi chân đất? Quên mất dép á? Ừ. Đi vội quá à? Ừ. Thế chị có đi xuống Mường Tè đi ăn hội không? Có chứ. Hôm nay có đi à? Mình có người nhà ở dưới đấy không? Có. Có à? Vâng, thế bây giờ em đưa chị đi nhá. Ừ. Thế không sợ em bán sang Trung Quốc à? Làm gì bán? Không được. Chị là dân tộc gì nhỉ? Dân tộc Mảng. À, người Mảng à? Ừ. Chồng à. Cũng chết mất năm ngoái rồi tờ Vinh. À, chồng chết mất năm ngoái rồi à? Thế chị có mấy người con? 6 đứa. Ôi dồi ôi, 6 đứa. Thế từ đây quay về nhà chị còn xa không? Không xa lắm à? Chứ bây giờ làm cách nào mà em có thể vào nhà chị thăm nhà chị được? Ăn mảng này, người Mảng à? Người Mảng, nhưng mà ý là bây giờ làm sao mà đi vào nhà chị để thăm chị được ấy, biết nhà ở đâu mà vào. Ấy, người Mảng. À, thế tí nữa nói cho em địa chỉ với họ tên nhá. Vâng. Ừ, bây giờ thì tắt máy tập trung lái xe nó không, tí nữa chị đây lo mọi người ạ. À. Sợ ngã. tắt đi nhá. Vừa mới đi đến đây thì chị hỏi có thuốc đau đầu không? Có. Hỏi đúng người rồi. Để em lấy cho. Thế bị đau nhiều không? Đau nhiều à? Đây chị cầm chai nước này. Cầm chai nước này xong để uống nhé. Bị đau mấy hôm rồi? Đi với anh này cũng đi xuống Bum Nưa với anh. Đi xuống Bum Nưa với anh để chữa bệnh à? Ừ. Uống thuốc à? Ừ. Nhưng mà là mình bị đau mấy hôm rồi? Hai hôm ở đây em cho chị cái giấy này nhá, để mình mang về dùng nhá. Hiện tại thì mình đã ra đến gần thị trấn rồi, thế nên là những cái đấy thì chia lại cho chị để chị dùng. Chứ... anh bây giờ gần đây thôi à, chứ không cần nói chưa. Đi với em đi. Đi với em à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 6 đứa rồi thì xem. Thì 6 đứa nhưng mà là mình bao nhiêu tuổi ấy? Năm nay 20 tuổi. Mình 20 tuổi á? Mình có nhầm không? Nhầm đâu, chồng cũng chết rồi thì. Ôi giời, chồng cũng chết. Thế mình sinh năm bao nhiêu? Năm em có biết đâu. Không biết mình sinh năm bao nhiêu. Em uống cái này nhỉ? Uống nước trước đi để lấy thuốc đã. Để mình tắt máy đi đã. Giờ là không nhớ là mình bao nhiêu tuổi à? Ừ. Nhưng mà ăn gì chưa? Chưa. Chưa ăn gì thì làm sao mà uống thuốc được? Không sao đâu. Không sao đâu á? Thì sáng ăn cơm sáng chưa? Ừ. Chưa ăn cơm sáng. Cái này ăn một viên thôi à? Cái này ăn hai viên, đau nhiều hay đau ít nào? Đau lâu rồi. Đau lâu nhưng mà bây giờ đau nhiều hay đau ít? Đau nhiều. Nhiều à? Nếu mà nhiều thì uống hai viên, nhưng mà phải ăn gì đã, từ từ đã. Không có cái gì đây. Đi ra kia xem người ta bán cái gì đã, bên này người ta có bán quán không? Bên đây thì bán. Chỗ nào? Ừ. Quay đầu lại à? Ừ, đi quay đầu lại nhá, đi mua cái gì ăn đã nhá. Không có tiền này. Em thì em mời chị, em mua cho chị được không nhá. Ừ, thì mình quay lại quán nhá. Đi quay lại đây xa không? Không xa mấy đâu đúng không, một đoạn thôi à? Chỗ cái nhiều mấy à, chỗ mấy cái nhà kia phải không? Ừ nhá, thì chúng ta quay lại nhé. Cho vừa tắt máy đi thì lại bảo là thế hai chúng ta quay lại thôi à, chứ mà lại bảo ăn mì tôm một tí rồi. Thế thì mình uống đi, uống hai cái đi.
chắc chắn là ăn mì tôm rồi chứ. Nên thôi chị uống đi. Ăn một lần thôi à? À đúng rồi, một lần. Em xin nhả. Rồi không sao đâu. Cổ chân đi bộ này. Chân thì đi chân đất. Thấy chị gì? Chị cất thuốc với cất nước vào túi đi, em tặng chị cái này nhá. Mình giữ lại nhá. Đi khát thì uống, với cả nếu mà ốm thì đau đầu sốt thì uống. Ốm ít thì uống một viên, ốm nặng thì uống hai viên, nhớ chưa? Thế tay mình bị làm sao đây? Cái này đi đau. Bị đau à? Bị cắt, bị cái gì cắt vào à? À thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi nhá. Thế lúc nãy là xin người ta không cho đi nhờ à? Người ta không cho mình đi nhờ. Xin mấy người rồi? 5-6 người rồi. À không ai cho đi nhờ cả. À bám vào nhá, không phải ngã đấy. Quay phim làm gì à? Quay phim làm kỷ niệm. Thế chị tên là gì nhỉ? Biển. Phiền á? Tao mẹ Biển. Tao mẹ Biển. Biển, Biển. À, rồi. Tiền hay là Biển? Biển. Tên là Biển à? À, chị vừa hỏi mình có phải bộ đội không? Nhìn em giống bộ đội lắm à? Ngày xưa làm bộ đội thôi, bây giờ không làm nữa rồi. Đang hỏi quay phim làm gì? Có xấu hổ không? Có chứ, ai phải. Ô giời, có gì mà phải xấu hổ. À ngày xưa là toàn đi với bộ đội à? Mình đi với bộ đội làm gì? Thế đi đâu cũng. À, bộ đội giúp mình đúng không? Bây giờ là mình sẽ đi đến phả Vụt Lưa. Rồi, bây giờ ta sẽ đưa chị đi về nhà nhá. Đấy là nhà anh trai à? Nó lấy đứa con. À, nó lấy một đứa con của mình đi nuôi. Thế bây giờ là chị đi xuống thăm con đúng không? Thì anh trai lấy một đứa rồi, thế còn 5 đứa là ở với chị à? Thế đứa lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Quang thì đi Toàn. Quang à? Toàn. À Toàn. Toàn là bao nhiêu tuổi rồi? Lớn hết rồi. À thế bọn nó lấy vợ chưa? Mẹ chơi thì mẹ chơi thì được một đứa con rồi. À được một đứa con rồi à? Thế mà chị có biết là cái đứa mà lấy chồng có con hay là cái đứa mà đẻ con nghe là bao nhiêu tuổi không? Con mình ấy không biết nó bao nhiêu tuổi à? Bên chị nha, bên chị 18. À 18 tuổi là có còn con. Còn một đứa chưa lấy chứ, bên là. Ừ. Bên Lan kia. Mẹ Tươi này, mẹ Lan này, mẹ Lan là 13 tuổi. À tại thì bây giờ mình cũng không biết là cách cái phản Vụt Lưa bao nhiêu xa nữa, nhưng mà lát đến đấy bạn đấy nữa thì sẽ quay chia sẻ tiếp cho được nhé. Thế bây giờ đi xuống dưới kia là cho cái gì, xin cái gì nào? Đi xuống dưới kia ăn tết. Đi xin gạo về ăn tết à? À vừa đẹp chứ anh chị xem đi. Ôi trời. Trắng lắm này nhỉ. Trắng à? Thật chứ. Nhưng mà em bảo này, con chị năm nay 18 tuổi rồi, chỉ có em bằng em thôi, không có em bằng anh được đâu. Nhá, em ít tuổi lắm, em gần con chị sắp bằng tuổi em rồi ấy. Anh cứ quay phim làm gì?
bám thì bám vào áo chứ không được, không được, không 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 được, được cù vào eo người ta đâu, buồn lắm, buồn ngã xe đấy. Phải không? nhưng mà mình đi nhờ xe máy ấy, đúng không? Mình đã không mất tiền xe ôm rồi, mình lại còn bảo là xin thêm tiền mang về nữa ạ. Hả? Thế làm gì mà không xin về? Thế là muốn xin bao nhiêu nào? Tí lại phải xin về nữa. Nhưng mà tí nữa đi về là em không đi đường này rồi, tí nữa là phải đi bộ về, đúng không? Bắt xe đi. À, bắt xe á? Bắt xe ôm á? À, thế nghe. Đi nhờ á? Xin đi nhờ à? Ừ. À, thế tưởng đi xe ôm. Có tiền đây. Thế nếu mà có tiền thì người ta lấy bao nhiêu tiền? Người ta đưa chị về đến nhà, người ta lấy bao nhiêu tiền? Đắt đây. Đắt là bao nhiêu? 100 hay là 50? À, 100 hay là 50 à? Thế à, nhà mình xa đấy cơ à? Nhà mình thì là mình mà không xa, A Mại. A Mại? Ở bản A Mại à? Ừ. À, ở bản A Mại. Rồi. Thực ra thì chị nói cũng hơi khó nghe một tí, chắc là tí mình sẽ đưa chị về nhà người nhà rồi xin đưa chị nhà chị. Thế có cho em vào nhà chị chơi không? Em à? Ừ. Em thì có nhà đây. Không có nhà á? Thế mình ở đâu? Ở nhà ăn mẹ, bố mẹ. À, ở nhà với bố mẹ à? À, người quen à? Có quen bạn kia không? Quen rồi. Thế bây giờ là rút cuộc và vẫn xin 50.000 đúng không? Rồi. Bây giờ xin 50.000 để làm gì nào? Nào. Gì lúc nào có tiền dừng thì lên trả. Hay là như nào? Lúc nào mấy em lên đây xong ấy cho anh. Oh. Không phải à? Em bảo rồi, không gọi em là anh, em ít tuổi thôi, gọi em là em thôi. Em nhá, đây là em Long nhá. Ừ, chị tên là Long gì à? Em Long đúng rồi, chị tên là gì nói lại nào? Tiền. Chị Tiền. Ừ. Nhớ nhá, em Long nhá. Người gọi là anh Long đâu. Vâng ạ. Nay trên đường về thì gặp em trai kia, mình đã rất là vui rồi. Hôm nay về thì gặp thêm cả chị gì nhỉ? Chị Piên à? Piên. À, chị Piên. Chị Piên nữa. Chung là và những con người lạc quan thôi mọi người ạ. Đúng rồi, lạc quan, yêu đời, hay cười. Bum Nưa này, Bum Nưa còn 5 cây số nữa. Chị đến xã Bum Nưa đúng không? Vâng. Thì chúng ta còn 5 cây nữa. Cũng sẽ đến Nưa rồi. Bây giờ cho luôn á. Đi nơi, em đưa chị đến nơi. Được không? Ai ở đây? Xa lắm à? Em kết quả là em biến này quay tin này. Vâng. Thực tí này. Thực tí này làm sao? Ai có đi quay tài nguyện hả? Chị phải xem cái gì? Thế chị có nhìn thấy chị ở trong đấy không? Không nhìn thấy mình ở trong máy quay à? Có thấy không?
có thì thế chào mọi người một cái, giơ tay chào mọi người một cái, hai một cái. Nhưng mà biết lấy gì, lấy gì. Bây giờ là biết ngay à? Thế bây giờ là cho 50.000 trước không? Khi nào lấy tiền dừng thì trả lại em à? Ừ. Nhưng mà chị có mấy con gái? Còn nữa một đứa mà. Thì mình có, mình có 6 đứa thì có mấy đứa con gái? À. Có mấy đứa con gái? Có 2 đứa à? Còn một đứa nữa à? Đứa kia lớn chưa? Ừ, sắp lấy chồng. Thế nó lấy chồng chưa? À nó có chồng chưa? Ừ. Có người yêu chưa? Chưa. À thế có yêu em không? Có chứ. Ồ có yêu luôn. Ôi trời, đã gặp hôm nào đâu mà nói yêu đấy. Thế mà anh, em lên trên đấy. À lên trên đấy để gặp à? Chị vừa quảng cáo mọi người ạ, bảo con gái là có một cô béo lắm. Béo không? Béo chứ. Béo bằng em không? Hơn. Ôi giời, béo hơn em á. Nhưng mà con gái lấy chồng muộn một tí, lấy chồng sớm là khổ lắm đấy. Nha, chị về bảo con như thế nhá. Thế có mấy con trai? Con trai á? Vâng ạ. Con trai là... Một đứa học lớp 7, một đứa học lớp 9. Ờ, hai đứa con gái, một đứa 18 tuổi rồi. Con trai thì một đứa, ba đứa. Con trai ba đứa, con gái ba đứa. À chồng đây đi bạn đi. Nhưng mà em hỏi bây giờ mấy nữa mà chị có tiền dừng ấy, làm sao mà chị tìm được em mà để trả lại tiền? Anh, em không xuống à? Em chị, anh chị xin như thế thôi mà. Nhưng mà thấy bảo là lấy tiền rừng thì sẽ trả lại em mà, thì làm sao mà tìm được em để trả? Em ở xa lắm. Em ở xa lắm, nếu mà chị đi bộ phải một tháng mới đến cơ. Nếu mà đi ô tô thì nó phải mất một ngày. Hiện tại thì chắc là bên kia là xã Bùm Nưa rồi. Thấy chỗ đấy là tập trung đông nhà ở ấy. Chị cũng vừa bảo là uống thuốc thì là đỡ hơn một chút. Đây rồi, đến xã Bùm Nưa rồi, chị xuống chỗ nào? Đây. Đâu, chỗ nào? Đây. Đi đường này lên à? Đi bộ lên à? Đây. Nhà nào? Vẫn quyết định là cho chị xin 50.000 à? Đâu, nhà nào nào? Nhà anh trai là chị nhà nào? À, nhà sàn này à? À. Thế anh ở đâu đây? Em ở Hà Giang mà. Chị đói chưa? Đói rồi. Đói rồi à? Nhà anh trai nấu cơm chưa? Nấu rồi. Nấu rồi à? Hôm nay chị đi lên có gọi cho anh trai trước không? Cái này đi. Này, anh chính này. Ở nhà anh chính đây à? À. Thế bây giờ chị đọc lại nhà chị ở chỗ nào cho em nghe nào. Nhà? Ừ. Nhà thì An Mại chứ. Ở bản A Mại à? Ừ. À. Thế hôm nay đi có mang cái gì theo? Ừ. Ôi giời, đi thăm con mà không mang gì cho con à? Không có gì đâu mà, không có chồng thì... Sao lại không, không có chồng thì sao? À, thế không có chồng thì chết rồi thì làm thế nào nữa? À, nhưng mà sao lại mang điếu đi à? Ừ. Chị hút thuốc lào đúng không? Ừ. Có uống rượu không?
cho đi 50.000. Cho 50.000 nữa, nhưng mà nhưng mà bây giờ lấy tiền để làm gì đã? Làm cái gì? Về uống rượu chứ. Ôi rồi ôi, về uống rượu. Thế thôi thì cũng không à. Ô, nhưng mà bây giờ cho 50.000 nó về đồ uống rượu không được đâu. Lấy 50.000 này về làm việc gì? Mua gạo hay là mua thịt chứ? Gạo thì về xin. À, gạo về xin anh rồi. Còn bây giờ xin tiền để uống rượu thôi. Thế không thì anh Chính cũng về đòi với anh em về. Anh Chính thì làm thế nào nữa? À, là về đòi anh Chính, về đòi tiền với đòi gạo. Bây giờ nhá, em sẽ tặng nó chị 100.000. Nhưng mà 50.000 là phải đi mua dép được chưa? Còn 50.000 này nhá. Em xin anh. Căn cứ để làm ăn cơm mà. Cùng ăn cơm ở đây ạ. Đây, cho em gửi nhá. Vâng. Rồi, tặng chị nha, chúc chị sức khỏe nhá. Vâng. Thế có đẻ nữa không? Thế không có chồng thì em không em không lấy thì thế thì không được lấy chồng nữa nha, không được đẻ con nữa đâu nha, nhớ chưa? Ui dồi ôi, để trong túi vẫn có tiền mà vẫn xin mình ấy. Ở đâu? À, cái thuốc này nào à? Cái này thuốc lào à? Gói mà. Thế mình hút thuốc lào lâu chưa? Lâu rồi. Được bao nhiêu năm rồi? Ôi, 2-3 năm rồi mà. 2-3 năm rồi à, làm gì chắc phải lâu hơn. Thôi được rồi, đi vào nhà đi, không mọi người trong nhà chờ. Chào chị nhá. Go. Hiện tại thì mình đã về đến thị trấn Mường Tè rồi mọi người ạ. Và thuê được một cái phòng trọ để nghỉ. Tối om om lên. Đây, cái phòng trọ này thì là ở dưới tầng hầm mọi người ạ. Ngày xưa thì ở đây người ta kinh doanh phòng hát. Nói chung là những cái chuyến đi dài này thì làm sao mà tiết kiệm cái chi phí nhất có thể đó. Đây, mọi người thắc mắc là mỗi lần mình đi thì sẽ mang cái gì? Đầu tiên là sẽ có một đôi dép này để đi vào ngày mưa. Phía dưới thì cũng có một đôi giày. Còn trong ba lô thì gồm những cái trang thiết bị liên quan đến máy móc, vật dụng sinh hoạt cá nhân, mũ này, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Đấy, còn đây là một cái mũ đội đầu mà hôm mình có đi mua được ở chợ phiên về Sapa ấy. Mũ này đội lúc đi ngủ rất là ấm này. Đây là sạc dự phòng. Mọi người nhìn thấy trên sạc dự phòng ấy, nó vẫn còn hơi nước ấy. Đó là cái lúc mình còn ở trên bản ấy, trời nó sương mù mấy ngày ấy, ba lô các thứ là nó ẩm hết. Chỉ lo là máy móc các thứ hỏng thôi. Đây, đèn pin này, tất cả những thứ này đều đang bị ẩm nước. Thì trong này thì có thuốc, gói thuốc giảm đau và xê sủi. Hiện tại là mình về đến đây bây giờ đang là 12:40 trưa. Nói chung là quá bữa nó cũng đói rồi mọi người, nên mời mọi người là ăn bánh mì. Phải chia sẻ thật với mọi người là và 3 ngày 2 đêm là mình chưa tắm này, quần áo là cũng chưa thay, bởi vì lên trên đấy thời tiết nó cũng lạnh này, thứ nhất này, cái thứ hai nữa là cái nơi mà tắm vệ sinh sinh hoạt thì cái nước của bà con nó không đầy đủ được, nên là cái việc mà tắm rửa rất là khó. Còn hôm nay mà đi đi mà gặp cái chị mà xin đi nhờ, thực sự là một cái kỷ niệm rất là vui của mình, rất là thật thà mọi người ạ. Nhưng mà qua trao đổi thì cũng biết là chị thì nói chung là đầu óc cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Cũng đưa chị về cũng biết là sinh được 6 người con mà không có khả năng để nuôi thì cũng phải gửi con cho anh trai để anh trai nuôi giúp.
con. Mà ngay hôm nay thì là một trong những cái trải nghiệm rất là vui của mình. Video thì tương đối là dài rồi các bác ạ, thì mình cũng xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Cũng rất mong là các bác xem video thì cũng có thể là thông cảm cho các Nguyên Đá. Có những cái hoàn cảnh thì mình cũng chưa thể chia sẻ, cũng chưa thể giúp đỡ được, cũng như là cái hỗ trợ kinh phí. Bởi vì những cái chuyến đi dài ngày như thế này thường thường là sẽ phải ăn nghỉ ở ngoài, chẳng hạn như mình đang ở đây cũng phải thuê một cái nhà nghỉ, một cái nhà trọ. Nói chung là chọn về cái mức giá nó cũng tương đối là vừa phải thôi, làm sao mà tiết kiệm được chi phí đi lại nhiều nhất. Cũng như là những cái bữa ăn ấy, thì mình sẽ ăn chính vào buổi sáng, buổi trưa thì có thể là gặp cái gì thì ăn cái đấy, còn buổi tối thì có thể ở nhà dân thì có thể là xin cơm. Nên là các bác xem video thì có gì mọi người bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì các Nguyên Đá xin phép được tạm dừng video lại đây. Mình sẽ nghỉ ngơi, sau đó là đi tắm. Còn chiều thì mình sẽ quay lại phía bên trung tâm thị trấn. Cảm ơn và xin chào mọi người.